nhau bà con. Bà con còn biết rồi, con gấu này nó dữ lắm nhưng mà thịt nó thì cũng rất là hiền. À, rất là hiền, mà những người không ăn được thịt con gấu đó là những người có bệnh tim, bệnh thận, thần kinh, bệnh phổi, bệnh gan, trẻ em, người lớn tuổi, bệnh gút, say rượu, uống rượu. Những người không ăn được thịt con gấu đó là những người có bệnh tim, bệnh thận, thần kinh, bệnh phổi, bệnh gan, trẻ em, người lớn tuổi, bệnh gút, say rượu, uống rượu là không ăn được thịt của con gấu. Còn ngoài ra là nó rất tốt, nó chữa trị được đau răng, thanh nhiệt, giảm độc, giảm sưng, do té ngã, chấn thương, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, tốt chữa cho vàng da, điều trị tâm lý, chống viêm, giảm cholesterol, mỡ máu, chống viêm, điều trị ung thư, ngăn chặn xâm lấn tổ ong. Ăn thịt cũng giống như ăn thịt các thứ khác, nhưng mà ăn một ngày không quá 180 gram, ăn 6 ngày là phải nghỉ một ngày. Vậy là thịt con gấu nó tốt, nhưng mà có những người này không ăn được nè bà con. Những người có bệnh tim, bệnh thận, bệnh thần kinh, bệnh phổi, bệnh gan, trẻ em, người lớn tuổi, bệnh gút, say rượu, uống rượu là không ăn được thịt của con gấu. Còn nó tốt quá thì bây giờ ta chỉ ăn đấy thôi. Ta chỉ ăn một ngày không quá 180 gram, mà ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.